Kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù xuất hiện vào sáng sớm. Và biểu hiện của sự suy yếu này còn thể hiện ở việc nhiệt độ cũng đang trên đà tăng thêm ở Bắc Bộ và trời ấm lên một cách rõ rệt. Nếu chỉ so sánh riêng ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nhiệt độ nhiều nơi miền Bắc tăng thêm từ 1 cho tới là 3 độ. Còn riêng Than Uyên ở Lai Châu hay là Sapa của Lào Cai thì nhiệt độ còn tăng từ 4 cho tới 5 độ. Và đà tăng nhiệt sẽ còn tiếp diễn sang cả ngày mai ở khu vực miền Bắc. Phổ biến nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ nữa so với ngày hôm nay. Tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố sẽ trong khoảng là từ 22 cho tới 26 độ. Riêng huyện Mộc Châu là 17 độ. Trời ấm lên, nhưng lưu ý với quý vị là từ nửa đêm đến sáng sớm, trong khoảng thời gian từ 1 đến 8 giờ, sẽ có hiện tượng sương mù ở cả Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, vùng núi sẽ là những nơi có điểm sương mù dày, tầm nhìn có khi chỉ vài trăm mét, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi mà quý vị lái xe ban đêm ở những cung đường đèo núi, nhất là những đoạn đổ đèo hay là cua gấp. Vì thế, các bác tài cần hết sức lưu ý, chúng ta di chuyển thật chậm, bật đèn sương mù và giữ được sự tập trung quan sát trên đường đi. Thời tiết biển cũng đáng lưu ý, nhất là với khu vực ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cảnh báo mưa dông dễ đi kèm với lốc xoáy. Thậm chí, ngoài khơi vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cuối cùng sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.